Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá thử game đầu tiên nha. Forest Monster, Sinner Hill. Ok. Play, let's go. Đây một túp lều, wow, một anh chàng bị đốt cháy ở đây, có một chiếc máy ảnh, ok. Sau đó thì mình sẽ đi xem này và làm nhiệm vụ tiếp theo, đó chính là chụp 3 bức ảnh. Bức ảnh đầu tiên, ok. Sau đó thì mình sẽ treo lên cái chòi kia và chụp tiếp bức ảnh thứ hai. Let's go. Mình thì đang bị một cánh cửa chắn không cho xe ô tô đi, bắt buộc mình phải làm những nhiệm vụ này. Và không biết xin hiện đang đi đâu, đang đi đường hướng nào. Ở đây rồi. Bây giờ thì mình sẽ về chỗ xe kia xem như thế nào. Oh my gosh, wow. Oh my gosh. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Sinner Hill. Phew.
One day. Okay, let's go. Ở đây không có. Oh my god. Rồi, bây giờ thì mình sẽ liều đi thôi. Nếu các bạn tìm được cái máy bay giấy này thì khi gặp Siri các bạn chỉ cần ném phi một phát thì Siri sẽ nghe thôi cái máy bay giấy. Rồi các bạn sẽ chạy thoát được khỏi ông ta. Còn không có thì các bạn phải đi cẩn thận. Wow, ông ta đang ở kia. Chạy rồi, chạy rồi. Oh my god, bị ông ta bắt rồi. Wow, rất là nhanh. Oh my god. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba. SCV, xin hiểu. Chim bay lơ lửng xung quanh bầu trời. Chiếc xe ô tô của mình đã hỏng rồi. Và bây giờ thì mình sẽ vào ngôi nhà làng lành và tìm cách để trốn vào đây. Đổ xăng vào, bây giờ mình sẽ đi kiếm tiếp. Đó chính là một chiếc bánh xe. Ok, đã thấy rồi. Wow, cái bánh xe này rất là nặng, cho nên các bạn phải cầm hai tay. Lúc đó thì trời rất là tối và các bạn phải cố gắng để ý làm sao để tránh xin kia.
nó đang ở ngay trước mặt các bạn. Ok. Rồi, và mình sẽ phải vào tìm tiếp món đồ tiếp theo. Không biết có ở chỗ cũ gì không? Mình sẽ thử vào chỗ cũ xem như thế nào. Ở đây không có gì này. Tiếp tục đi thẳng đường này xem. Các bạn hãy đi tiếp, tìm tiếp những món đồ tiếp theo và lắp vào chiếc xe, sau đó thì sẽ chạy trốn khỏi đây, thoát khỏi ông Siren Hill. Đây là một ngôi làng, và một ngôi làng đã bỏ hoang, không có người ở. Sau đó các bạn sẽ tiến thẳng vào trong sông, ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game thứ tư. Play, number one. Open the main door. Đó là các bạn sẽ mở một cánh cửa ở trong ngôi nhà. Chạy thẳng vào bên trong. Xem có gì không. Oh my god. Ok, và hiện tại thì mình đang bị khóa bằng một sợi dây. Trước mắt thì mình sẽ mở cánh cửa đây ra. Ở đây không có gì. Oh my god. Rất là tối luôn, rất khó nhìn. Oh my god. Oh my god. Ông ta đang đi ra ngoài. Đây rồi. Ok, nhiệm vụ tiếp theo đó là các bạn phải đi tìm một tấm bản đồ. Ủa sao ta leo mình luôn ở đây với tài chứ. Oh my god.
Rồi, mình sẽ lên trên tầng. Cái này nó hơi tối cho nên điều khiển nó rất là khó các bạn nhé. Ok, mình cười ra nào. Trong này không có gì. Mình đã bị kẹt ở chỗ Omanzara. Oh my gosh. Rất là lỗi chỗ đấy luôn. Ok. Rồi sau đó thì mình sẽ chạy lên trên tầng luôn. Chắc ở đây rồi. Ok, đã thấy. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tầng thứ 5. Xin đánh đi, Survivor. Escape. Ở đây. Cho vào tựa game này thì nó rất là dài dòng. Thì tức là tựa game này các bạn sẽ phải trốn xin hia bằng một con thuyền. Nhưng mà con thuyền đó có thiếu rất là nhiều dụng cụ. Và các bạn phải vào từng căn ngôi nhà một, sau đó thì lắp vào con thuyền đó thì các bạn sẽ trốn chạy được. Và bây giờ thì mình sẽ phải đi vào căn nhà đầu tiên đi, xem có gì bên trong không. Trước mắt thì mình phải đi ra chỗ con thuyền đó. Sau đó thì mình sẽ xem nhiệm vụ tiếp theo của mình là như thế nào. Đây, đó chính là các bạn phải tìm một cái lăng. Ok. Để có được cái like thì các bạn phải vào ngôi căn phòng khác để lấy một món đồ nữa. Trong này không có gì, mình sẽ sang ở đây. Đây rồi. Fish. Ok, sau đó thì các bạn ra lock. Tiếp đến là cái xuyên đầu. Ok. Có tất cả là 3 căn phòng. Các bạn sẽ phải tìm cả 3 căn phòng. Có một con dao ở đây. Một cái tô vít. Thu vít này sẽ nó dùng để làm gì? Ok. Ok, sau đó nó còn thiếu cái gì? Bình xăng. Đây, thiếu cái nào? Một cái cánh quạt. Ok. Đó, các bạn cứ thấy xem chiếc tàu thiếu cái gì thì các bạn sẽ đi tìm từng căn phòng một và tìm những cái cần thiết, sau đó thì lắp vào cái tàu này. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái game tiếp theo.
game này làm giống một tựa game nào đó mình nhớ không nhầm. Nhưng mà hình như tựa game này có thể bị lỗi gì đó. Ở đây Chuichi đã cho 70 giây, 90 giây. Và mình sẽ phải tìm chỗ dây trong bằng này dây đó. Chỗ này không có gì, mình sẽ nhảy sang đây xem. Ok, chưa có cái gì để lấy. Chưa có cái gì để lấy cả. Oh my gosh. Vậy dễ đứt rồi. Chưa hiểu tựa game này như thế nào. Oh my god. Giống như bên kia. What? Và chỗ này không đi được. Chuẩn luôn. Mình đến khó hiểu cái tựa game này như thế nào. Tìm không thấy gì luôn. Gì để lấy luôn các bạn ạ. Và không có gì để làm nhiệm vụ luôn. Wow, ok. Rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Trong này là một căn nhà. Và mình phải cần chiếc đèn pin. Không cầm được. Không cầm được cái này. What? Kìa, chiếc pin không cầm được. Đây là một tựa game giống Silent Hill Feel. Rồi, mình sẽ thử đi vào này xem. Đây là ngôi nhà. Không có lối ra luôn. Nó như kiểu là một demo. Như kiểu là một demo của game.
để mua game. Họ mẹ ăn. Chắc là quảng cáo cho game City of View. Không có gì để chạy ra cả. Và các bạn cũng không phải làm được một nhiệm vụ gì cả. Chỉ có đi xung quanh thám thính và xem thôi. Còn đúng là một demo thôi. Ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang thời gian tiếp theo. Xin hiểu bà đây, Horos Christo. Ok, và từ cái này thì mình sẽ phải đi theo cái bóng đỏ này. Xem như thế nào đây. Ở đây có City Hill. Ông ta đi đâu đó. Ông ta vào căn phòng rồi. Chạy thôi. Món đồ đầu tiên. Chỗ đấy rồi. Tạt sang đây. Tạt sang đây tiếp. Không phải. Đi thẳng. Ok. Một hòm đồ kích cứu. Wow. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.